Đôi khi, người ta cứ nghĩ rằng tình yêu này qua đi để nhường chỗ cho một người đến sau tốt đẹp hơn. Cuộc đời là vậy, chẳng có cái gì là bất biến. Thế nên, mỗi khi đọc các mẫu chuyện về một chuyện tình đẹp, hai người sát cánh với nhau cả một chặng đường dài, ta lại thấy cuộc sống đời thường thêm tươi sáng hơn. Chuyện cô qua khôi Hải Phòng đất cảng đạp gạt từ khi 16 tuổi. Ngày ấy, bà đẹp lắm, đẹp có tiếng khá cả vùng nội thành Hải Phòng đất cảng. Ông cũng chẳng kém, đẹp trai tuấn tú, anh cư xử đúng mực. Nhà ông bà chỉ cách nhau anh đi bước chân bộ. Ba, mở cách gọi cha mẹ ngày xưa, của ông còn đích thân sang trải chiếu nhà bà nhận cho con, khi bà mới 16 tuổi. Hằng ngày, ông qua nhà bà ngồi chai chiêu mà cũng phải xin phép mẹ bà cẩn trọng. Ngày ấy làm gì cũng phải giữ kẻ, chú ý từng ly, từng tí một. Bà là giáo viên cấp 1, ông giáo viên cấp 2, cả hai đều là giáo viên tốt cấp thành phố. Hằng ngày, ông qua bà chơi rồi nói các mẫu chuyện chỉ dõng dẹn anh đi câu như, hôm nay anh dạy chúng tao thế nào? Giáo án ra sao? Học trò có quỵ không? Thời gian qua đi, bà theo ông về làm dâu trong sự tiếc nuối của biết bao anh chàng trong vùng. Đi đâu người ta cũng ca tụng ông bà bởi bộ đôi đẹp quá, trai tài, gái sắc. Bức hình ông bà chụp chung với nhau. Khi đó vẫn còn đấy chiến tranh, mọi cá nhân đều sơ tán cả. Ông về Vĩnh Bảo dạy chúng ta, bà thì ở núi Dọ, Kiến Anh. Mỗi tuần anh đô chiều thứ bảy, ông lại đón bà về bên trên chiếc xe Phượng Hoàng cũ. Ông yêu bà lắm, chưa khi nào làm bà bi lụy dù chỉ một lần. Ông còn nhớ cả ngày bà đến thắng rồi viết thư hỏi han, nhắc nhở. Lúc nào cũng một điều anh, hai tiếng em. Bà sinh em bé, bà càng đẹp gấp nhiều lần. Bà đi đâu ai cũng nhìn. Bà làm gì ai cũng chú ý. Người ta bảo ông, vợ đẹp thế, không cẩn trọng mất như chơi. Ông cười nhẹ dịu, tôi tin tôi, chỉ chung thủy với mình tôi thôi. Mà sự thật là vậy, bà chẳng khi nào như thế, nhiều đồng nghiệp ở trường bà còn e ngại khi tiếp xúc. Mất chung kết giữa sóng lưng chừng thanh xuân ngang ra quyết định của người bọn bà bản lĩnh. Thấm thoát 3 năm trôi qua, tình yêu của ông bà vẫn thế, anh còn hơn thế. Con trai đầu lòng 3 tuổi thì đau thương hẳn đến. Người ta hay nói hồng nhan bạc phận quả không sai. Vào ngày thứ bảy định mệnh 7 tháng 10 năm 1967, ông đón bà về nhà sau khoảng thời gian tan lớp. Trước lúc về, ông bà rủ nhau ráng bánh xèo ăn. Đang rỉ tay thì máy bay thả bom. Nó thả ngay cái ao gần đó, nước án bắn tung tóe như hắt cả xô nước đầy anh đô mặt, các mảnh bom dở văng khắp nơi, văng cả anh đô mặt anh đau người. Bà tất giả đi trong sự vô thức, ông thì ra đi vĩnh viễn. Ông ra đi khi mới chỉ 28 tuổi. Năm đó ông 28, bà 23 tuổi. Bây giờ ông vẫn 28. Bà 78 tuổi, bà vẫn có ông, người chung kết duy nhất của bà. Cả tháng trời bà điều trị trong bệnh viện lúc mê lúc tỉnh. Bà gọi tên ông, hỏi ông mãi. Mọi người không có gan bật mí điều gì, mẹ bà không cho phép Ariando thăm, không cho ai nói gì về ông vì sợ bà sốc, ảnh hưởng sức khỏe. Rồi bà tỉnh, câu thứ nhất vẫn chính là gọi về ông. Mẹ bà xót xa quá chỉ dám re bai qua loa, con ơi, lúc con ngủ thì chung kết con có đến nhưng giờ chung kết con tranh thủ về dạy chúng ta rồi con nga. Phải mấy tháng trời sau đó, bà mới biết ông đã ra đi. Thời gian cứ thế trôi mau, chẳng chịu chờ ai khi nào, hòa bình độc lập, bà cũng dần già đi theo năm tháng. Bà khi nào cũng vậy, cảm tình luôn nhắm đến ông. Bà không lấy chung kết, cả đời bà hết mực vì chung kết, vì gia đình chung kết, vì con cái cháu chắc. Ông hy sinh về thể xác, bà hy sinh tuổi xuân, hy sinh sự hạnh phúc, sự ích kỷ bạn dạng thân để toàn tâm toàn ý cho gia đình. Bà là vậy, bà nấu ăn ngon, bà cẩn trọng, bà chăm chút con cháu từng tí một. Bà vẫn nhớ về tình yêu dành riêng cho ông anh, chắc rằng giữa hiện thực hiện giờ khi mọi thứ phát triển, tân tiến chắc sẽ khó để tìm thấy một tình yêu tuyệt hảo đến như thế. Bức thư bố chung kết gửi cho bà sau cái chết của đàn ông. Đây là mẫu chuyện về mối tình của người bà đã 78 tuổi do cô cháu dâu tên Trang kể lại. Bà là Nguyễn Nguyệt Ảnh, ông là Trần Văn Khánh. Họ đã chia xa 55 năm nhưng trong tâm địa bà, tình yêu của ông vẫn luôn cháy bỏng. Bà hay kể về chuyện tình của ông anh bà lắm.
mỗi lần kể bà đều khóc. Nói vậy thôi chứ đến tận hiện giờ, sau hơn nửa thế kỷ bà vẫn luôn ghi nhớ các gì xảy đến với mình anh Chung Kết. Ông bà có nhiều thư viết lẫn nhau vì thời chiến dạy chúng ta mọi cá nhân một nơi, nhưng nhiều bức thư bà cất giấu các cháu, thậm chí đàn ông duy nhất của bà cũng không đọc. Bà nhớ nhiều về ông lắm, nhớ tính cách, sự ân cần, tâm lý anh luôn nhẹ dịu với bà. Ông cũng vẻ đẹp, có các dịp 20/11 ông toàn giải báo tường cho bà thôi, Trang chia sẻ. Bà ảnh hiện tại đã 78 tuổi. Sau khi ông mất, bà cũng nhận nhiều khuyến cáo nên đi bước nữa vì còn quá trẻ, nhưng bà đều gạt phắt đi hết. Bà dành tình yêu một đời cho ông, anh giờ không đón nhận thêm ai nữa. Chị Trang cho biết thêm, nhiều người muốn đến với bà, có cả các người chức quyền, nhưng bà toàn gọi chú cháu trong những lúc người ta chỉ hơn bà 2, 3 tuổi. Bà không muốn cho chúng ta cơ hội nào. Nhiều gia đình cũng ăn đâu thư chuyện với mẹ của bà. Mẹ bà cũng từ chối luôn, tôi chỉ gả đàn bà một lần trong đời, hiện giờ để nó tự quyết. Các cô giáo ở trường cũng khuyên bà lấy Chung Kết nữa. Thầy hiệu trường hay ba mẹ Chung Kết cũng động viên nhưng bà nhất định không. Khi cháu hỏi về chuyện có khi nào tiếc nuối không, bà lắc đầu, không khi nào, bà chỉ tiếc Chung Kết bà thôi chứ cuộc đời bà chẳng có gì phải tiếc. Hiện tại, bà vẫn khỏe, hằng ngày thao tác nhà rồi vui dày tuổi già bên con cháu. Đúng là một trong mối tình khiến người ta phải cảm động mãi không thôi. Người đàn bà đã dành cả một đời anh dành trọn tình yêu cho những người Chung Kết đã mất. Nếu như có ai thắc bận rộn về một tình yêu trăm năm thì đó chính là rõ ràng điển hình. Đọc mẫu chuyện về các mối tình thế này càng khiến người ta thêm tín nhiệm anh đâu sự đẹp tươi của tình yêu thuần khiết, vĩnh cửu.